Linh xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì mình định ngày hôm nay mình về ngoại mình sẽ làm clip cho thằng em mình, nhưng mà bữa nay nhà mình có công việc nên là mình phá nhà bạn, với lại bữa nay nó đi trường nữa, cho nên là mình nghĩ ý định là đi ra phía ngoài trước cửa nhà mình đó. Ở phía đây là ngoài cặp mé sông trước cửa nhà mình đó bạn, đây là nguyên một hàng dừa nước luôn. Mình sẽ đốn dừa nước lên, mình sẽ lấy cái cái của nó mình đập với lại đá ăn cho nó mát nha các bạn. Buổi trưa này ăn này thì sẽ mát lạnh luôn, các bạn hãy theo dõi sau sẽ đốn mấy buồng dừa nước này nha. Đây là mấy cái buồng dừa nước phía dưới sông nhà mình, giờ mình sẽ đi xuống đây mình hai chặt nha các bạn. Cây nó sẽ ớn. Ở đây kiến vàng quá trời các bạn ơi. Giờ đây, ở phía dưới đây sình không à các bạn. Giờ mình sẽ đốn nha, tay cầm máy quay với tay đốn bạn ơi, mình không có ai cầm máy quay hết trơn. Đấy, cái buồng này màu đen. Nó hơi đen rồi, chắc là nó già các bạn. Rồi đường khó đi xuống. Hay cặp nó không à. Mình không biết cái buồng nào nó già ở đây. Ơ lộn, cái buồng nào ăn được nữa không. Giờ mình sẽ đốn đại nha. Cũng như cái buồng ngoài này nữa bạn, ngoài kia ăn được đó. Chơi đại hết luôn đi, cái buồng nào mình ăn được. Phải có cha mình ở nhà, cha mình biết. Mình chơi đại luôn đi. Ê. Ê. Đại cái buồng này đi các bạn ơi. Chắc buồng này ăn cũng được rồi, mình thấy nó cũng lâu rồi. Đó, tiên nè. Ê da. Ok. Được 1 à. Nó nặng các bạn ơi, chắc buồng này tầm 5 kg á. Giờ mình sẽ gánh nó lên. Mình sẽ đốn thêm 1 buồng nữa nha các bạn. Đốn nhiều nhiều ăn cho nó đã. Chiên luôn. Đây, mình sẽ để đây các bạn ơi. Giờ mình sẽ đốn thêm 1 buồng nữa. Ôi, cái buồng này nó hơi xa các bạn ơi. Cái buồng này mình sẽ đốn nó hơi xa. Ây da, lúng sình các bạn ơi. Mình bị nhớ. Đốn cái buồng này bỏ quá à. Mình sẽ đốt buồng này đi. Đặng cho nó mọc ra cái buồng mới. Đó. Cho nó gớt đây đi, đặng nó mọc thêm cây mới. Không khéo thì nó gớt xuống sông luôn. Trời kiến vàng. Rồi. Ok các bạn, thôi mình được 2 buồng rồi nè. Giờ mình sẽ vô nhà mình lấy cái đồ đó mình chặt nha, mình lấy cái tô để mình đựng nữa. Rồi, mình đã lấy cái tô với lại cái dao mình chặt đó bạn. Mình chặt để dưới đất đại, mình để cái tô này trên cái lá này cho nó đừng có bụi. Các bạn thấy cái cảnh này quen không? Hôm bữa các bạn nào coi cái clip mà mình làm làm cái clip mà đi siêu xe, các bạn nào có coi rồi thì thấy cái cảnh này rất là quen luôn á. Các bạn nào chưa coi thì hãy nhấn vào cái phần trang kênh của mình á, coi lại nha. Đi siêu xe mình bị té ở đây nè. Bây giờ mình sẽ cho bữa vừa nước ra các bạn. Để cái tô này xích ra. Vừa nó nặng quá bạn, chắc 1 buồng này chừng tầm 5 kg á, có khi hơn nữa. Đây, cái bữa ra không biết cái này già chưa các bạn ơi, giờ mình sẽ bữa ra thử nha các bạn ơi. Này nó chắc nó hơi non quá, chắc này nó bị non quá bạn ơi. Bữa ra thử. Ôi có nước, mình hái bị lầm rồi, nhưng mà nước nó ngon á, nó ngọt nghe à. Thì mình đốt thử cái buồng bên kia phía bên đây nha. Bây giờ mình sẽ bữa thử cái buồng này. Cái buồng này nó già hơn nữa bạn, hồi nãy mình thấy cái màu đó nó đen hơn. Trời, nó cứng. Ây da, cái này non nữa là rồi luôn. Rồi cái màu này thấy cái buồng hiu rồi bạn ơi, nó non.
Ôi nó non. Tôi sẽ bữa ra hết thử xem. Tại vừa nước nhiều khi á, có trái nó già, có trái nó non các bạn. Ôi sao trái nào nó cũng trắng, nó cũng còn trắng hết các bạn ơi. Thôi chắc mình đi đốn thêm người khác quá. Rồi ok các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã được tìm được cái buồng nó già các bạn. Trái nó là nâu nè, là vừa ăn luôn á. Nãy giờ mình đi xuống mình đốn hả? 4 buồng các bạn. Buồng này buồng thứ tư mới ăn được nè. Chân cẳng dính sừng tà lưa hột dưa á, giờ mình sẽ chẻ ra thử nha các bạn. Mình sẽ chắc chắn cái buồng này sẽ ăn được. Đi đốn cái này thiệt là một cực hình các bạn. Này á, cặp mé xong á mình. Đây các bạn. Đây vừa ăn rồi đó các bạn ơi. Để cho các bạn xem nè. Giờ mình sẽ khởi cái cái nó ra nha. À mình muốn ăn cái này phải cực khổ các bạn, chứ phải đơn giản. Bây giờ mình sẽ phải khéo làm sao lấy đừng có dính bụi các bạn ơi. Cái dính bụi ăn nó sẽ không có ngon. Đây, một miếng trắng tươi. Đây các bạn, cho các bạn xem nè. Hồi này mà trộn với nước đá là ăn mát lạnh luôn. Giờ mình sẽ chẻ tiếp các bạn. Chẻ cho ra nhiều rồi mình sẽ khử một lần cho nó nhanh luôn. Giờ chân cẳng mình nó dính sình hoa hết, không thể tả được các bạn ơi. Giờ tôi sẽ khửi cái cái bỏ vô các bạn. Giờ mình sẽ khửi như vậy sẽ nhanh hơn. Chặt xong một lượt vậy mình khửi cho nó nhanh hơn các bạn. Úp xuống vậy nè cho nó không có dính bụi. Nãy giờ tôi lấy cái tàu lá dừa tôi để lên cho nó cách dưới đất các bạn. Cách xa mặt đất một xíu để cho nó đừng có dính bụi dơ á. Đây trong đây có miếng nước à, sẽ đổ vô đây. Nó thơm các bạn. Cái nước của nó thơm lắm. Mình thích cái nước của nó lắm á, nhưng mà khó lấy quá các bạn. Các bạn thấy cái nó ngon không? Phía vòng vòng ngoài nó có bụi nhưng mình sẽ lấy cho nó hơi khéo khéo xíu cho nó đừng có dính bụi các bạn. Đây, trắng tươi luôn đây. Đó. Rồi tôi sẽ lấy hết cái đống này nha các bạn. Xong tôi sẽ lấy đường tôi bỏ vô, lấy đá bỏ vô ăn mát lạnh luôn. Thì các bạn ơi, cái dừa của mình đã nạo ra xong hết trơn rồi bạn. Giờ mình sẽ vô nhà mình bỏ đường vô nha. Mình sẽ đập nước đá đem ra đây, mình sẽ bỏ vô ăn cho nó mát các bạn. Với lại mình đi rửa tay rửa chân rồi, giờ tay mình dính bụi quá trời luôn rồi nè. Thì các bạn ơi, tô cái dừa nước của mình đã trộn đường xong rồi nè. Nhìn nó rất kẹo vậy đó bạn. Nguyên một buồng mà nạo ra được có nhiêu đây các bạn. Giờ mình sẽ cho đá vô nha. Thì giờ tôi sẽ cho đá vô ăn cho nó mát. Vậy các bạn nhìn, giờ là tôi thấy mát rồi đó. Giờ tôi sẽ trộn đều luôn các bạn. Mình sẽ quất ăn thôi. Giờ nước nó hơi tan ra, giờ mình sẽ ăn các bạn. Rồi, xin mời tất cả các bạn một miếng cái dừa nước nha. Mình sẽ ăn nha. Nó mát các bạn. Mát lạnh luôn, mà nó ngọt lắm. Mình ngồi chùm hổm các bạn. À mình quên nói các bạn là mình có do là có nhiều bạn yêu cầu mình hết mình hát các bạn. Nên là mình đã lập ra thêm một cái kênh mới để dành mình cover mấy cái bài hát thường mình nghe các bạn, với lại bài nào các bạn thích đó. Thì cái link của cái kênh mới của mình có để dưới phần mô tả. Các bạn hãy nhấn vào link đó qua kênh ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn nào xem hay thấy mình có vấn đề gì đó các bạn hãy góp ý cho mình sửa sai nha các bạn. Tại vì mình mới làm thôi, mình cũng chưa rành lắm nữa. Rất mong các bạn ủng hộ mình luôn. Cái vừa nước nó vừa mát mà nó vừa thơm các bạn. Ăn cái mềm mềm mà nó bùi bùi. Chả sực sực nữa. Rồi cận cảnh cái tô cho các bạn xem nha. Đây nè, cận cảnh cái tô. Là nước đá tan các bạn. Nó mát, đã lắm. Ừ.
Bữa trưa ăn vậy là không còn gì bằng á. Ở trong nhà nóng nực lắm. Hôm qua mình mới bế giảng xong mà, nên là bắt đầu giờ mình nghỉ hè ở nhà. Tính là bữa nay làm clip cho thằng em mà nó bạn. Mà bữa nay nó cũng đi trường rồi, nên là mình không có làm được. Để ngày mai hay ngày mốt giờ mình sẽ về ngoại mình làm clip cho nó rồi, cho nó. Mình ở nhà cũng có một mình à, với lại mẹ mình nên là buồn lắm bạn. Nghỉ hè ở nhà thì buồn mà giờ muốn đi học, giờ muốn ở nhà đi học thì bắt trả bài này kia. Ở nhà thoải mái hơn mà buồn. Tại cái địa điểm này bạn, ngay cái gốc cây dừa này bạn, hôm bữa mình bị đông tông đi xe siêu xe bạn, tông chút cây dừa này mình té đó bạn. Mình đi siêu xe các bạn, nào chưa coi nhớ nhấn vào cái kênh của mình á, coi lại nha bạn. Cái đó là bạn quá thân mà lầy nhất của mình rồi. Mình sẽ gán tìm ra những cái kịch ở lộn những cái kịch bản, lên kịch bản nào hay hay mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Mình cũng sẽ gán đầu tư, miễn các bạn vui là được rồi. Đã bạn. Mát lạnh. Rồi còn miếng cuối cùng. Ăn này các bạn, ngon. Mà ăn nhiều á nặng bụng lắm. Ăn như vậy là đủ rồi. Nặng bụng khó chịu lắm, có lâu tiêu á. Xong rồi bạn, hết chưa? Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Các bạn nào thấy yêu thích kênh mình thì hãy nhấn like, share, ủng hộ mình nha. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem tiếp những video mới nhất của mình. Các bạn hãy nhấn vào cái chuông để khi có những video mới nhất thì kênh mình sẽ thông báo cho các bạn hay nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye.